Đó. Anh vừa đâu chơi tại đây nhỉ? Không, đâu Quảng Ninh. Quảng Ninh à? Anh vừa chở con bé vào đây đúng không? Vâng, đúng rồi. Quảng Ninh à, mời tôi bảo Mạnh đón đi. Dạ. Anh qua đây, anh mở máy lên nhé, cửa số người ngã ba. Anh đang gọi, không gọi thì không có máy gọi đâu. Về đây. Làm sao anh? Làm sao anh? Thôi đi về anh à?